Theo thống kê của trang Atlasio, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhận được mức lương 6,3 triệu forint, tương đương khoảng 400.000 kron mỗi tháng. Theo đó, ông có mức lương cao hơn gấp 9,5 lần mức lương trung bình của người Hungary. Đây là mức lương của thủ tướng cao nhất ở châu Âu tính theo gấp bao nhiêu lần so với mức lương thô trung bình. Theo sau là Thủ tướng Slovakia và Séc. Thủ tướng Đức Olaf Scholz có mức lương năm cao nhất tính theo euro với 348.300 euro, nhưng so với mức lương thô trung bình, mức lương của ông chỉ đứng thứ 5 châu Âu. Thủ tướng Séc Petr Fiala có mức lương thô mỗi tháng là hơn 274.847 kron, tức là khoảng 3.298.170 kron mỗi năm. Con số này cao hơn gấp 6,1 lần so với mức lương trung bình của Séc. Thủ tướng Slovakia Robert Fico có mức lương 132.000 euro, tương đương khoảng 3.352.000 kron mỗi năm, cao gấp 7,6 lần so với mức lương thô trung bình ở Slovakia. Nằm cuối bảng xếp hạng là mức lương của Thủ tướng Malta Robert Abela với mức lương hàng năm là 52.460 euro, tương đương khoảng 1.332.000 kron, tức là cao hơn gấp 2,3 lần mức lương trung bình. Trên đó là Thủ tướng Croatia Andrej Plenković với mức lương 36.400 euro, tương đương khoảng 924.000 kron, cao hơn gấp 2,5 lần mức lương trung bình.